Xin chào các bạn, hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh này dành cho những người mới bắt đầu. Và mình tin rằng với cái mô hình kinh doanh này thì chắc chắn rằng những cái anh chị khởi nghiệp mới bắt đầu kinh doanh, đặc biệt là trong ngành xây dựng nội thất, các bạn có thể tiết kiệm đến 80% cái nguồn lực tài chính của mình. Thông thường thì khi mọi người bắt tay vào kinh doanh, mọi người sẽ nghĩ đến điều gì là đầu tiên ạ? Có phải là mọi người đang nghĩ đến đó chính là thuê mặt bằng này, thuê nhà xưởng này, tính toán xem là chi phí nhân viên, các cái chi phí cố định một tháng là mình sẽ hết bao nhiêu, điện nước, thuê văn phòng, mặt bằng, điện nước một tháng hết bao nhiêu. Thứ hai là mọi người hay tính đó chính là cái lượng hàng mà mình cần nhập thì nó sẽ chiếm hết bao nhiêu tài chính. Sau hết tất cả những cái điều đó thì mọi người mới bắt đầu phân bổ đến chi phí marketing và chi phí bán hàng. Nó theo cái mô hình như thế này. Đây, đầu tiên là mọi người sẽ để ở đây, nó chính là quản lý, chi phí quản lý. Chi phí quản lý này thông thường là mọi người hay để nó sẽ vào là 60%. Và cái tiếp theo ở dưới này, nó chính là về sản phẩm, đầu tư về sản phẩm 20%. Còn cái cạnh bên này, một cái mô hình kinh doanh mà chúng ta làm rất là phổ biến, cái cạnh bên này nó chính là đầu tư vào bán hàng, marketing. Chỗ này là 20%. Đây, có đúng là như thế này không ạ? Cái mô hình kinh doanh khi mà chúng ta bắt tay vào kinh doanh và chúng ta phân bổ chi phí là 60% chỗ này nó là thuê mặt bằng, thuê nhà xưởng, các chi phí cố định hàng tháng là mình sẽ bỏ vào đây này. Sau đó thì mình sẽ nhập một lượng hàng tùy theo thì nó sẽ chiếm vào cái khoảng là 20% này, và còn lại là 20% cho các cái chi phí về bán hàng và marketing. Trong trường hợp mà về sản phẩm nó nhiều hơn thì thông thường mọi người sẽ lấy từ cái phần này, lấy từ cái phần chi phí bán hàng và chi phí marketing này để dồn thêm cho sản phẩm và giảm bớt cái này đi. Cái này 20% là có thể là các bạn sẽ làm giảm bớt nó đi và lấy cái đó chuyển sang cho cái phần sản phẩm này để tăng cái phần trăm này lên. Và theo như cái mô hình này là chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta đầu tư ra rất là nhiều tiền vào cái khúc này và cái khúc này. Trong khi đó nguồn lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông thường thì rất là nguồn lực về tài chính nhá. Mình đang nói về nguồn lực tài chính và đây là cơ cấu mà chúng ta phân bổ tài chính theo cái mô hình kinh doanh ấy. Cơ cấu chúng ta phân bổ tài chính 20% tổng tài chính mà chúng ta dự định đầu tư đấy. Thì các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thông thường là cái nguồn lực tài chính và tiềm lực tài chính của chúng ta nó không đủ mạnh. Còn lại một lượng tiền thì chúng ta sẽ để duy trì. Và nếu như các bạn hình dung, nếu như chúng ta làm việc theo cái mô hình này nhá, nó sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên đó chính là chúng ta kinh doanh thành công. Cái trường hợp thứ hai là chúng ta đạt điểm hòa vốn, tức có nghĩa là sau khi mà mình đầu tư các cơ sở hạ tầng, đầu tư và bán sản phẩm ra và chia phân bổ chi phí ra thì chúng ta đạt được điểm hòa vốn. Bán thì có nghĩa là chúng ta cũng bán được hàng và đạt được điểm hòa vốn. Và một cái trường hợp thứ ba đó chính là chúng ta bị lỗ. Và lỗ ở đây này, lượng hàng của chúng ta bán được ít quá. Thường thì cái tháng đầu tiên sau khi khai trương chúng ta sẽ bán được nhiều hơn. Bán được nhiều hơn và tháng đó là tính toán lợi nhuận là nó không được chuẩn. Bởi vì cái nguồn khách hàng về cái sự ủng hộ nó nhiều. Trong trường hợp mà chúng ta kinh doanh cái ngành vật liệu nội thất này này, nó không phải là dạng ngành tiêu dùng ấy, thì có thể là nó cũng có thể là chính xác được luôn đấy. Nhưng mà cái tháng đầu tiên bao giờ cũng vậy, là nó cũng sẽ có những cái du di về sự chính xác. Nhưng tháng thứ hai và tháng thứ ba là chúng ta sẽ biết là có chính xác hay không. Xác suất để thành công trong 3 tháng đầu tiên là nó sẽ chia ra 30-35% là cao. Và nếu như chúng ta đạt điểm hòa vốn thì có nghĩa là chúng ta cũng đang kinh doanh chưa có hiệu quả, đúng không ạ? Gọi như thế cũng có thể gọi là chưa có hiệu quả. Và nó nắm được vào tầm khoảng là 65% là chưa đạt hiệu quả. Còn lại là 35%, với mô hình này chỉ có 35% là những thành công thôi. Và sau khi thành công thì chúng ta lại tiếp tục nhập hàng và tiếp tục cái quần như thế này và có lợi nhuận ra. Còn trong trường hợp nếu như mà chúng ta không đạt được cái lợi nhuận ở đây, chúng ta sẽ nói rằng là mình mới kinh doanh mà, thế cho nên là nó chưa thể có khách hàng ngay được đâu, nó chưa thể có lợi nhuận ngay được đâu. Cứ như vậy
mở một cái cửa hàng ra và ngồi chờ khách hàng đến mua hàng, mua hàng, mua hàng. Sale và marketing thì cái nguồn lực dành cho nó quá là thấp, quá là ít. Thậm chí nhá, mình thấy rằng là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ là thậm chí là còn không cả có nguồn ngân sách cho cái phần này luôn. Và chỉ có mở ra và chờ, chờ. Cái nguồn đấy là chờ người ta đến cửa hàng mua, chờ đợi đầu tư nó vào đây hết rồi này. Và mình hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái một cái mô hình. Mà cái mô hình kinh doanh này mình tin rằng là nếu như các bạn áp dụng nó thì chắc chắn rằng là bạn sẽ tiết kiệm được đến từ 60-80% cái chi phí mà chúng ta bỏ ra. Và mình cũng sẽ xác định được luôn rằng chúng ta có quyết định rằng có đầu tư hay không, có tiếp tục đầu tư vào cái mô hình đó nữa hay không, vào cái sản phẩm đó nữa hay không. Và bằng việc là áp dụng cái mô hình đấy thì chính bản thân mình cũng sẽ giảm đi những cái rủi ro cho chính cái doanh nghiệp của mình. Đây, một cái mô hình, mô hình mới, mô hình mới. Với mô hình mới này, chúng ta sẽ dành là 60% cho sale và marketing, 20% chỗ này nó là sản phẩm, và 20% cho quản lý, 20% cho quản lý. Thậm chí chỗ này mình có thể để lên 80% và giảm bớt hai thằng này đi. Mình ví dụ cho cái trường hợp này nhé, là bạn muốn mở đại lý phân phối tấm ốp nhựa nano, và nếu như mà ứng dụng theo mô hình này thì bạn sẽ dồn vào là thuê cửa hàng, nhập hàng và sau đó là bán hàng. Còn với cái mô hình này thì các bạn sẽ tập trung vào là bán hàng trước. Làm đại lý thì mình sẽ lấy thẳng từ nhà máy, từ kho tổng. Sau đó thì tập trung nguồn lực chính 60-80%. Từ 60 này, 60-80%. 60-80% nhé, để dồn cho cái việc bán hàng và marketing. Khi chúng ta dồn nguồn lực bán hàng và marketing như thế này thì chúng ta có những cái lợi thế như sau. Thứ nhất là mình sẽ nắm thêm được về khách hàng, sẽ biết được rằng là cái sản phẩm này vào thị trường có, liệu có ok hay không. Và mình sẽ biết được rằng là cái năng lực kinh doanh của mình. Như ở trên đây, cái chi phí để thuê mặt bằng một tháng mình giả sử gọi như là 10 triệu đi, thì bây giờ 10 triệu để thuê mặt bằng mình sẽ không thuê vội, mà đầu tiên là mình sẽ tập trung cho việc quảng cáo, tạo ra một cái kênh Facebook, tạo ra một cái website. Sau đó thì mình có thể chạy quảng cáo, có tùy theo mỗi một người là khác nhau. Mình có thể chạy quảng cáo hoặc làm theo một cái cách tiết kiệm, thì là mình có thể đăng bài và đi tự đi chào theo như là cái cách thức offline mà trước đây các anh chị kinh doanh trong ngành xây dựng nội thất hay làm ấy, thì đó chính là đi chào trực tiếp các cái cửa hàng, thuê người, thuê người ở chỗ này, thuê nhân viên kinh doanh đi thị trường. Sau đó thì vẫn nguồn lực chính là tập trung vào bán hàng, thuê nhân viên kinh doanh đi thị trường và bán được hàng thì lấy hàng từ kho tổng chuyển thẳng lên cho khách hàng. Chưa cần thuê kho vội thì cái chi phí quản lý của chúng ta sẽ trở nên rất thấp. Chi phí quản lý thuê kho đấy, nó trở nên rất thấp. Và chi phí marketing, chi phí cho nhân viên sale nó nằm ở chỗ này. Nãy mình chỉ chỗ này nó sai. Nó phải ở chỗ này. Chi phí cho sale, nhân viên đi thị trường, nếu như chúng ta làm offline. Còn nếu như chúng ta làm online thì chúng ta sẽ đổ tiền vào hoặc là một số các nền tảng. Mình sẽ thuê nhân viên hoặc là bản thân mình tự làm. Lúc mới thử nghiệm sản phẩm, thử nghiệm thị trường, để mình cũng quyết định là đầu tư mạnh hay không. Thì mình sẽ thuê nhân viên hoặc là mình sẽ làm trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, Facebook, Zalo, TikTok, rồi website. Mình sẽ bỏ một lượng tiền nó không đáng kể đâu, chưa chắc đã bằng một tháng mà các bạn thuê nhà trên cái mô hình trên đâu. Đổ vào đây và khi mà nó ra đơn hàng, giá vốn thì mình trả nhà cung cấp, trả luôn là mình không bị nợ ai. Lợi nhuận thì mình tiếp tục dồn vào đây,
để nó tăng lợi nhuận của mình lên. Và với cái mô hình này ấy, thì cái chi phí mình đầu tư nó rất là thấp. Chi phí đầu tư cho cái mô hình này nó rất là thấp. Và quan trọng hơn hết là mình luôn luôn cho cái việc bán hàng và marketing đi trước. Nên là mình sẽ hiểu sản phẩm, hiểu khách hàng. Khi mà mình có thị trường rồi, có khách hàng rồi và hiểu mọi thứ rồi, thì lúc bây giờ mình mới chuyển sang cái mô hình trên này. Khi mà mọi thứ đã sẵn sàng và mình hiểu mọi thứ rồi nhá, thì mình mới bắt đầu chuyển dịch. Và khi mà mình quyết định mở rộng ấy, thì mình sẽ chuyển từ cái này sang cái này. Tuy nhiên nhá, mình đầu tư vào cái này và mình vẫn xác định cái việc sale và marketing phải thật mạnh. Sale và marketing phải thật mạnh. Lúc này cơ cấu phần trăm nó có thể sẽ thay đổi đi tùy theo từng giai đoạn phát triển của công ty của mình nó như thế nào. Nó phải căn cứ tùy thuộc. Và các bạn thấy không ạ? Thấy được cái sự an toàn trong cái mô hình kinh doanh khi mà chúng ta khởi nghiệp chưa ạ? Cái này mình đầu tư rất là thấp. Còn cái này nếu như mà bạn nào mà có vốn một chút ấy, nhưng thường các doanh nghiệp SME, thường các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nó không có quá nhiều vốn đâu. Và để cầm cự được ở trong cái mô hình này, nếu như mà chúng ta hòa vốn hoặc là lãi rất ít ấy, thì mình cũng chỉ cầm cự được khoảng 6 tháng thôi. Theo như thống kê của VTV5 2022 thì có đến hơn 140.000 doanh nghiệp đóng cửa trong cái năm vừa rồi. Thì đó cũng là lý do tại sao mà cái doanh nghiệp mở ra và đóng cửa nhiều đến mức như thế. Bởi vì là cái mô hình kinh doanh nó là khác nhau, nó dẫn đến là cái hiệu quả nó khác nhau. Và với những cái mô hình này ấy, thì lúc sau khi mà mình bắt đầu mình có lợi nhuận từ đây và mình biết có khách hàng rồi, mình đổ vào đây. Và khách hàng từ cái online này này, từ làm online hoặc là mình đã làm thị trường này, họ sẽ đổ vào cái cửa hàng này cho chúng ta. Và lúc bây giờ có thể lúc đầu nó chưa có lợi nhuận nhiều, nhưng ít nhất là cái mô hình này nó vẫn đang hoạt động song song kết hợp với mô hình này nữa, thì là cái sự đảm bảo về mặt chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh của chúng ta sẽ được đảm bảo. Và dần dần nó cứ phát triển lên thôi. Thì vừa rồi thì mình vừa có chia sẻ với các bạn về một cái mô hình kinh doanh, và mình tin rằng với cái mô hình kinh doanh như thế này, nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được đến từ 60 đến 80% cái chi phí dự định đầu tư ban đầu. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy cứ để lại comment. Mình rất là vui, mình và Haloma sẽ cùng trao đổi và giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn. Nếu thấy video hữu ích, hãy đăng ký kênh để ủng hộ Lê Hạ và Haloma nhé. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.